Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại có một cái dịp mà tôi làm tiếp về cái video kiểm tra cái khả năng quay đêm của cái con GoPro các bạn. Hôm nay tôi buổi sáng nay là 4:50 sáng, tôi đang đi trên cái phần cuối của cái đường cao tốc 5B hướng từ Hà Nội, từ Hải Phòng về Hà Nội, và đây là cái hình ảnh mà tôi đang ghi nhận được trên thực tế trên cái bộ này về khả năng quay đêm của con GoPro. Thì tôi cũng đã có hai cái video clip về đánh giá về con khả năng quay đêm của con GoPro, một là trên đường gần đường cao tốc hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng, hai cái video clip thì tôi có quay và tôi đi nhận lại ở một cái vùng quê ở nông thôn, cái đường ở trong khu đô dân cư là một thuộc tỉnh Hải Dương. Và hôm nay thì tôi làm tiếp một cái hành trình tiếp theo để đi lại cái khả năng quay lên con GoPro tại cả trên đường hỗn hợp, tức là cả trên cái quốc lộ 5B và cả trong cái đoạn đường trong nội thành của thành phố Hà Nội. Và hiện tại thì tôi đang ở trên quốc lộ 5B các bạn, đoạn cuối của cái hướng mà từ Hải Phòng về Hà Nội, và đây là cái hình ảnh mà tôi đang đi vào buổi sáng sớm này. Các bạn nhìn thấy cái camera hành trình của tôi hiện tại là 4:50. Tôi có ghi lại cái hình ảnh mà cái con GoPro nó ghi nhận được, nó ghi lại được, và tôi trong cái lần trước thì tôi nó đánh giá rất là cao về khả năng quay đêm của con GoPro này, và hôm nay thì tôi lại kiểm tra lại một lần nữa, và tôi có ghi lại cái hình ảnh mà tôi kiểm tra cái con GoPro này để chia sẻ lại cho quý vị và các bạn. Thế hiện tại tôi đang đi tốc độ với khoảng tầm là 95 đến 100 km/h trên đường 1 km. Mặc dù đi với tốc độ như vậy mà con GoPro này nó vẫn ra cho ra những cái khung hình tương đối là đẹp, và quý vị có thể theo dõi ở trên màn hình đây. Mặc dù là đi với cái tốc độ rất là nhanh, trời thì rất là tối, nhưng mà con GoPro này nó cũng vẫn cho ra cái khung hình tương đối là ấn tượng đấy, và tôi đánh giá rất là cao khả năng quay lên của con GoPro. Hiện tại thì tôi vẫn đang đi trên cái đoạn cuối của cái đường cao tốc 5B Hải Phòng Hà Nội. Thế vào khu vực này thì gần như không có đèn cao áp các bạn, chỉ có cái ánh đèn phản quang của từ xe của tôi thôi, nhưng mà cái con GoPro này nó vẫn cứ cho ra cái khung hình rất đẹp. Cái góc độ quay của con GoPro này rất là rộng, và các bạn nhìn nó bao quát rất là rộng. Cái khả năng quay của con GoPro góc nó rất là rộng các bạn. Và đây tôi đang bắt đầu ra khỏi cái đường cao tốc 5B để tôi vòng về cái xuống cái đường 5 kéo dài. Khu vực này không có điện cao áp và chỉ có cái ánh sáng đèn của xe ô tô của tôi thôi. Hiện tại tôi đang chạy tốc độ khoảng 50 và khoảng tầm đoạn này tôi chạy cũng phải tầm 80 km/h. Mặc dù khu vực này trời rất là tối, nhưng mà với cái sự hỗ trợ của cái ánh đèn xe ô tô thì con GoPro này nó cũng vẫn cho ra cái hình ảnh sắc nét. Và với cái chất lượng hình ảnh như này thì tôi nghĩ là trường hợp mà có đi trời tối và bí thì vẫn có thể sử dụng cái con GoPro Hero 7 Black này để quay video thì cũng có thể là chấp nhận được các bạn. Đây hiện tại là tôi đang đi trên cái đường xuống của cái đoạn cuối của cái quốc lộ 5B để tôi đi ra cái đường 5 cục đấy. Khu vực này thì tuyệt đối là không có đèn cao áp,
Hiện tại thì tôi cũng không biết là họ có thắp sáng không, như hiện tại bây giờ tôi đang đi như này là khoảng 5 giờ sáng thì đoạn này thì bây giờ mới bắt đầu có đèn quá, đoạn trước đó thì không có. Bây giờ đây thì cũng sợ hỗ trợ của cái ánh đèn quá thì cái con GoPro này nó cho ra hình ảnh còn tốt hơn. Mặc dù là nó vẫn có cái sự lè khi mà gặp cái ánh đèn đối diện, nhưng mà tôi nghĩ là với một con mà camera mà chất lượng, cái mức đầu tư chỉ cần tầm khoảng 8-9 triệu thì để quay đêm thế này cũng đã là tương đối ổn rồi các bạn. Đây, và bắt đầu tôi đi xuống cái đường dẫn xuống ra tới quốc lộ 5 cũ ấy. Tối như này thì vẫn có ánh đèn đường nên là cái con GoPro này cho ra cái chất lượng hình ảnh tương đối sáng sủa. Và bắt đầu tôi đã xuống tới cái đường 5B cũ rồi các bạn. Thì đây là cái đoạn đường này, nó hiện tại thì nó thuộc quận Long Biên rồi, trước đây là thuộc huyện Gia Lâm, bây giờ thì đã thuộc về quận Long Biên, và cái đường này có tên là đường Nguyễn Văn Linh. Đấy, buổi sáng sớm ra mà đã rất nhiều mấy bác xe ôm rồi, có lẽ là mấy bác này bác hoạt động suốt đêm mất. Tôi thì tôi cũng chưa bao giờ tôi thử quay con GoPro vào buổi tối ở trong cảnh đêm đầu tiên. Tôi test thử xem khả năng quay tối, tôi quay đêm của con GoPro trong thành phố, trong nội đô Hà Nội như thế nào. Tôi thấy là nếu mà có sự hỗ trợ của cái đường điện ánh đèn quá như này thì con GoPro cho chất lượng hình ảnh tương đối mượt, góc quay thì rất là rộng. Đấy, hiện tại thì tôi đang đi trên con đường Nguyễn Văn Linh. Và buổi sáng sớm thì đường rất là vắng, cái phương tiện giao thông tham gia giao thông thì rất là thưa thớt. Và đây là tôi đang đi tới chỗ, đây là cái chỗ ngã tư Sài Đồng các bạn. Cái tốc độ hiện tại tôi đang đi thì chắc nó sẽ rơi vào khoảng tầm 60 km/h. Buổi sáng sớm ở Hà Nội cái phương tiện tham gia giao thông thì còn rất là ít, và đi chạy xe thì cũng rất là nhàn, và tôi cũng không dám chạy với cái tốc độ cao hơn. Tôi luôn duy trì ở cái đoạn này là 60 km/h thôi các bạn. Khi mà có cái sự hỗ trợ của cái đèn quang áp ở trên đường thì con GoPro nó cho cái chất lượng hình ảnh cũng tương đối tốt, và tôi nghĩ là với cái mức tiền đầu tư con GoPro như này thì nó cho ra cái chất lượng hình ảnh quay đêm như thế này thì cũng khá là phù hợp được các bạn. Ít nhất là cũng có thể là ghi lại những hình ảnh cơ bản nhất. Đây, phía trước của tôi là một cái xe tải, và cái điện cao áp ở đây thì cũng tương đối sáng nên là cái con GoPro này nó ghi nhận được những cái hình ảnh cũng tương đối là sắc nét. Bây giờ thì tôi bắt đầu đi lên cái đường dẫn để lên cầu Vĩnh Tuy. Đây là cái đường dẫn để lên cầu Vĩnh Tuy đây các bạn. Cầu Vĩnh Tuy này cũng là một trong những con cầu, cái cây cầu mà bắc qua sông Hồng cũng được khoảng tầm 6-7 năm rồi các bạn ạ. Đấy, để nối giữa bên khu Sài Đồng và bên kia là Vĩnh Tuy, Minh Khai thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấy, lên đây thì cái
nhận của app rất là nhiều lên cái con GoPro so ra rất là nhiều ngày. Gần như là có những đoạn mà anh đèn sáng đủ sáng thì nó vẫn là quay, bạn có cảm giác là quay ban ngày. Khả năng quay đêm thì con GoPro trong mấy clip từ trước thì tôi cũng đã đánh giá rất là cao rồi. Hôm nay để làm tiếp cái video clip này thì sẽ thấy là khi mà chạy đêm trong thành phố và có cái sự hỗ trợ của cái ánh đèn có thì con GoPro cho ra cái chất lượng hình ảnh cũng rất là tốt. Đây là đoạn cầu vượt. Cầu vượt trên cao. Cái đoạn này bên tay trái là cái siêu thị Aeon cái gì của Nhật đấy các bạn. Mà tôi vẫn tiếp tục đi thẳng để tôi lên cầu Bình Quy. Và đây là bắt đầu lên tới chân cầu Bình Quy rồi các bạn ạ. Lên tới đây thì anh đèn đường có vẻ là sáng hơn và con GoPro này cho ra chất lượng hình ảnh tương đối là rực rỡ. Đấy, khi mà đủ ánh sáng thì con GoPro này nó cũng không bỏ qua bất cứ một cái đường nét nào trên cái quãng đường mà nó đi qua cả. Bây giờ tôi bắt đầu lên tới phần mặt cầu Bình Quy rồi các bạn. Chất lượng hình ảnh của con GoPro ở đây cũng tương đối là đẹp. Và buổi sáng sớm này thì đường nội đô trong thành phố Hà Nội cũng các phương tiện giao thông tham gia giao thông còn rất là ít. Là tôi đã đi cái đoạn này là cũng khoảng tầm giữa cầu Bình Quy rồi. Đến đây thì cái đèn cao áp ở trên mặt cầu này cũng tương đối nhiều nên là nó cung cấp hỗ trợ thêm cái nguồn ánh sáng của con GoPro để nó cho ra cái hình ảnh cũng tương đối tốt các bạn. Về cơ bản thì trong mấy cái video clip lần trước thì tôi cũng đã đánh giá cao, rất là cao cái khả năng quay đêm của con GoPro này rồi. Và hôm nay thì để lại một lần nữa thì tôi có làm cái video clip này để chia sẻ với các bạn. Và tôi vẫn rất là ấn tượng với khả năng quay đêm của con GoPro này. Mặc dù là trên xe tôi thì lúc nào tôi cũng có cái camera.